Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nam Loan Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi không thể nâng cấp từ Windows 7, Windows 8 lên Windows 10 khi sử dụng cái công cụ Media Clean Tool của Microsoft. Để khắc phục lỗi này thì các bạn hãy chú ý cho mình một số cái như sau. Đầu tiên đó là dung lượng của ổ C. Tùy vào phiên bản Windows mà các bạn đang sử dụng thì cái dung lượng của ổ C của các bạn ít nhất phải có khoảng tầm 40GB để cho Windows 10 có thể hoạt động ổn định, và cái dung lượng trống của ổ C phải còn ít nhất 8GB để tải cái file cài đặt xuống trong quá trình nâng cấp. Thứ hai là các cái thiết lập về cập nhật phải được bật. Thì để bật các cái thiết lập đó chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn vào Start, sau đó vào Control Pane. Tại cửa sổ Control Pane, mục View By, các bạn bấm sổ xuống và chọn Small Icon. Tiếp theo tìm đến mục Windows Update. Cửa sổ Windows Update hiện lên, các bạn bấm vào mục General Setting. Tại mục Important Update, các bạn bấm sổ xuống và chọn Install Update Automatic. Sau đó bấm OK để lưu thiết đặt. Đóng cửa sổ Control Pane lại. Tiếp theo chúng ta sẽ đi bật một số cái thiết lập ở trong Server. Các bạn bấm vào Start, sau đó đánh từ khóa Server.msc. Tại cửa sổ Server, các bạn lần lượt tìm cho mình các cái khóa sau. Thứ nhất là Windows Update, các bạn kích đu vào để mở. Nếu đang ở chế độ Disable thì các bạn bấm sổ xuống và chọn Automatic the Try Start. Sau đó bấm vào nút Start và bấm OK. Trường hợp này mình đã bật Windows Update, do vậy mình sẽ bấm vào cái phần Restart the Server để reset lại cái Windows Update. Tiếp theo tìm đến khóa Background Intelligence Transfer Server. Các bạn kích đúp vào cái khóa Background Intelligence Transfer Server. Tại mục Startup Time, các bạn chọn Automatic Delay Start. Sau đó bấm vào Start để khởi động và bấm vào Apply. OK. Tiếp theo tìm đến khóa API and House IP Keying Module, và tại mục Startup Time các bạn chọn Automatic. Sau đó bấm vào Start và bấm vào Apply. OK. Tiếp theo tìm đến mục Server, kích đuôi vào và tại mục Startup Time các bạn chọn Automatic. Ở đây của mình đã chọn Automatic sẵn nên mình không phải chọn lại. Tiếp theo đến mục TCP trên IP Net BIOS Helper Property, tương tự các bạn chọn Automatic và chọn Start để khởi động, sau đó bấm OK. Tương tự tìm đến mục Workstation, tại mục Startup Time các bạn chọn Automatic và chọn vào Start, sau đó bấm OK. Làm tương tự với khóa Windows Time, các bạn cũng sẽ chọn Automatic, sau đó bấm Start để khởi động cái Windows Time, bấm Apply và bấm OK. Bây giờ tắt cái phần Server, sau đó khởi động lại máy tính và mở công cụ Media Clean Tool lên để cập nhật. Cái link công cụ Media Clean Tool mình đã để ở phần mô tả của video, và cách cập nhật mình cũng để ở phần mô tả của video. Các bạn có thể kéo xuống phần mô tả mở rộng ra để xem các cái hướng dẫn và link. Trường hợp đã làm như video mà vẫn không được thì các bạn làm tiếp như sau. Các bạn mở My Computer lên, sau đó mở ổ C, mở cái ổ mà chúng ta cài Windows. Máy mình là ổ C, máy của các bạn có thể là ổ khác. Sau đó mở thư mục Windows, tiếp tục tìm đến thư mục Software Distribution, mở ra. Ở trong này nó có các cái thư mục để lưu trữ những cái file Windows đã được tải xuống, kể cả những cái file lỗi dẫn tới quá trình cài đặt thường hay bị lỗi do các cái file tải không thành công. Do vậy, các bạn hãy xóa toàn bộ các cái file ở trong này đi để tiến hành cập nhật lại. Một cửa sổ hiện lên hỏi các bạn có muốn xóa tất cả các file không? Thì các bạn chọn Yes. Trong trường hợp nếu gặp phải một cửa sổ thông báo lỗi không thể xóa được do cái file nó đang được mở thì các bạn làm như sau. Các bạn vào Start, sau đó đánh từ khóa Server.msc. Tại cửa sổ Server, các bạn tìm cho mình hai cái khóa. Thứ nhất là Background Intelligence Transfer Server, kích đuôi vào và bấm vào Stop để tạm dừng cái khóa này. Tiếp theo tìm đến Windows Update, kích đuôi vào và tại mục Startup Time các bạn chọn Disable và bấm vào Stop để tạm dừng. Sau đó bấm vào Apply và bấm vào OK. Bây giờ quay trở lại với cái thư mục
software distribution. Các bạn hãy xóa đi. Và chúng ta đã xóa được. Giờ chúng ta sẽ phải bật lại cái server để tiến hành cập nhật. Thì đầu tiên, các bạn sẽ kích đúp vào Windows Update. Sau đó chọn Automatic Delay Start. Sau đó bấm F3. Và tiếp tục bấm vào Start để khởi động cái server này lên. Sau đó bấm OK. Tiếp tục tìm đến cái khóa Background Intelligent Transfer Server và bấm vào Start để khởi động cái server. Sau đó bấm OK. Đóng cửa sổ server lại. Lúc này các bạn để ý ở trong cái thư mục Software Distribution, nó sẽ xuất hiện lại 4 cái thư mục, đó là AutoCAP, Data Store, Download và Shell Update. Những cái thư mục này được tạo tự động khi các bạn bật hai cái khóa kia lên. Khi các bạn tiến hành cập nhật thì các cái file cập nhật sẽ được tải và lưu tạm thời ở đây trước khi cài đặt. Giờ các bạn hãy đóng cửa sổ này lại và reset lại máy. Sau đó tiến hành cập nhật từ Win 7 lên Windows 10 hoặc Win 8 lên Windows 10. Trên đây mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách sửa lỗi không thể cập nhật từ các hệ điều hành Windows 7, Windows 8 lên Windows 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới được đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.